Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. ST Sơn Thạch nhiều lần úp mỏ chuyện tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc từ ngày ra mắt cùng nhóm nhạc Năm đến nay, ST Sơn Thạch luôn được nhiều khán giả chú ý nhờ ngoại hình điện trai và tài năng nổi bật. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không ngừng quan tâm đến đời tư của anh chàng, nhất là chuyện tình cảm. Thời gian qua, nam ca sĩ liên tục vướng nghi vấn tình cảm với nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Mới đây, ST Sơn Thạch gây xôn xao dân mạng khi có động thái úp mở về mối quan hệ giữa anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Cụ thể, nam ca sĩ vừa có buổi trò chuyện cùng Eli Trần trong một chương trình truyền hình. Bên cạnh những câu chuyện về sao nhập ngũ mà anh vừa tham gia, St sơn thạch khiến người hâm mộ thích thú khi có những chia sẻ liên quan đến tình yêu của mình khi được Eli trần hỏi về chuyện tình cảm nam thần tượng đã trả lời rằng St vẫn yêu một người tên n anh chàng còn tiết lộ thêm là người tên N đã hoạt động trong showbiz khá lâu. Khi nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người không khỏi đoán già đoán non và cho rằng đó là Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy nhiên, khi Eli Trần cố gắng khui cho bằng được bạn gái ST Sơn Thạch tên là gì, thì anh chàng lại tỏ ra khá lúng túng và ngập ngừng. Sau cùng, vì quá bí bách mà nam ca sĩ chốt câu người yêu của ST là âm nhạc, khiến người dẫn chương trình và khán giả đều ngỡ ngàng không tin là thật dẫu không tìm được tên chính xác của bạn gái st sơn thạch là ai nhưng sự hài hước của anh khiến người hâm mộ bật cười và đánh giá cao sự khéo léo ứng xử khi bị hỏi những vấn đề riêng tư đồng thời nhiều shipper đại thuyền st và lan ngọc cũng vô cùng phấn khích khi cái tên người yêu của nam ca sĩ suốt bao năm qua đều bắt đầu bằng chữ n Nam ca sĩ chia sẻ thêm mẫu bạn gái mà anh thích là người tự lập, vui vẻ, dễ thương và biết thấu hiểu. Anh chia sẻ thêm, những người mà ST từng quen không có một gu nhất định. Khi mà mình có cảm xúc với người đó mình sẽ quen, hầu như không có một style hay hình ảnh nào nhất định. Bên cạnh đó, ST cũng chia sẻ mối quan hệ giữa anh và Lan Ngọc là tình bạn thân thiết. Anh cho biết tình bạn này có thể duy trì lâu như vậy là vì cả hai giữ nhiều bí mật của nhau. Khi được hỏi về tình bạn khác giới có thật sự tồn tại trong cuộc sống, anh nói: "Esty nghĩ là cái đó cũng tùy. Ví dụ như là mình có cảm xúc với người ta, mình sẽ khó chơi được với người ta. Mình sẽ luôn luôn mong muốn tình cảm này phải hơn nữa. Điều đó sẽ rất là khó. Khi mà mình xác định đây là bạn, nếu mà hơn nữa mình sẽ mất đi tình bạn này, thì mình sẽ dừng lại ở đó." tùy người sống thiên về lý trí hay tình cảm. Còn đối với ST thì là người cân bằng hai điều đó, nên ST sẽ xác định người này ở mức này thì phải ở mức này. Còn nếu muốn tiến xa hơn phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không mình có thể sẽ mất đi tình bạn này. Được biết, ST và Lan Ngọc là đôi bạn thân thiết nhiều năm và luôn được khán giả mong chờ sớm thành một cặp. Vào dịp Tết, anh chàng còn lì xì người em thân thiết số tiền khủng là 10 triệu đồng. Nam ca sĩ cho biết có thể đối với nhiều người 10 triệu là số tiền lớn, nhưng với tình cảm anh em cả hai người thì không thấm thí là bao. Từ trước đến nay, nhiều khán giả luôn nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi ST và Lan Ngọc. Dân tình luôn mong rằng cả hai sẽ sớm chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Thế nhưng trong những chia sẻ mới đây, nam thần tượng cho biết mình đã không trong một mối quan hệ khá lâu. Đồng thời anh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ về tình bạn gắn bó của hai người. Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu khoe ảnh sắc nét với tạo hình tóc ngắn. Ninh Dương Lan Ngọc vừa chia sẻ bức hình xinh đẹp hết nước chấm với mái tóc ngắn kiểu ép thẳng, vén nhẹ đầy quyền lực. Diễn viên cá già lắm chiêu diện chiếc đầm hồng dạng yếm có thiết kế cắt hở lạ mắt phần thân trước giúp tăng độ quyến rũ. Cô còn đeo thêm thắt lưng tạo điểm nhấn tôn lên vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Chỉ lựa chọn layout mắt ốp nhẹ nhàng nhưng nhờ thần thái chuẩn chỉnh pha chút sự sắc sảo, Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng thán phục bởi khả năng giữ xuất đỉnh cao trước ống kính. Tuy nhiên, người đẹp cũng bị soi phóc dáng có phần mỏng manh. Bên cạnh đó, vì có thân hình nhỏ nhắn nên Dương La Ngọc đặc biệt ưa chuộng những trang phục đầm váy dạng yếm. Cách thiết kế này giúp người đẹp tôn lên được nét mềm mại nữ tính của người phụ nữ, đặc biệt là khoe khéo đôi xương vai xanh gợi cảm. Thời điểm còn để tóc dài, diễn viên cô nàng xinh đẹp càng thể hiện rõ nét hơn sự dịu dàng của mình. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo